Sơn Vũ cách nhận biết giọng chim già rừng đi bác. Ôi cái này thì nếu mà để mà nói ra thì nó rất là khó diễn tả bác Sơn Vũ, nó rất là khó diễn tả. Tại vì cái này nó phải thuộc vào cái gọi là cái gọi là cái cảm âm, nôm na gọi là cái cảm âm của một con người nghệ nhân thì mới biết được cái con chim giọng già và con chim giọng non. Đấy, cái này để mà diễn tả bằng lời thì nó rất là khó. Và cái này thì anh em phải cầm những con búa già nhiều ấy. Đấy, sau đó là anh em mới cảm nhận và anh em mới biết được. Chứ còn để mà nhận biết giữa giọng con chim già rừng thì để mà khi đặc biệt con bổ mới về ấy, thì nó cũng ra giọng là nhỏ thôi, nó không ra nhiều. Đấy, nhưng mà để mà cái cảm âm của một con người nghệ nhân thì nó lại cả vấn đề. Nó cả vấn đề. Tức là thế này này, có nhiều anh em gọi là chim sổ giọng 6-7-8 à, nhưng mà khi hỏi là 6-7-8 là sao cũng không biết trả lời. Đó là chuyện rất bình thường. Đấy, hoặc là có nhiều anh em bảo là ôi con nó sổ 8-9-10 8-9-10 âm, nhưng mà có hiểu rằng cái 8-9-10 âm đó là nó như thế nào hay không? Và hiện tại kể cả những con người như em ấy, tức là nghe rất là nhiều âm thanh rồi, về dòng dòng màu rồi, nghe rất nhiều âm thanh của vùng miền rồi, nhưng mà để thẩm định của con chim đấy được bao nhiêu âm thì không bao giờ thẩm định được. Đấy để em nói chân tình. Thật sự đâu, chẳng qua là mình gọi là mình đoán đoán thế thôi. Mình đoán đoán thế. Thứ hai là với cái cảm âm của cái lỗ tai của mình. Mình cầm nhiều, mình cầm nhiều và mình có sự cảm nhận, mình cảm nhận và mình phân biệt được thì nó dễ dàng hơn. Nhưng mà những con chim già rừng ấy, em nói các bác là khi mà nó ra tông là nó rồng rất chắc chắn, nó không có ra tông kiểu hơi hợt, và nghe cái giọng của nó rất là nặng, giọng rất nặng các bác nhá. Đấy, giọng rất nặng. Và cái này thì để mà diễn tả bằng lời thì nó rất là khó, nó rất là khó. Và chỉ có những người anh em nghệ nhân cầm những con chim bổ già rừng, thuần hóa nó, cảm nhận của nó qua từng cái âm điệu và từng ngày từng giờ, đấy thì người ta mới hiểu được. Chứ còn để mà phân biệt giữa những con chim giọng non và những con chim giọng già ấy thì để mà diễn tả bằng lời thì rất là khó. Cho nên các bác để ý, là các bác đi thi ấy, các bác thấy là tại sao mà có những con chim mà ché rất to mà nó không sợ, đó là điều bình thường. Nhưng có những con chim mà nó ché rất bình thường thôi nhưng mà chim lại hoảng, lại sợ, đó là những con chim già rừng. Đó là những con chim mà giọng tuy không to nhưng nó rất là nặng, là nghe nó rát, đó là như thế các bác nhá. Vì sao chim Quảng Nam ba mùa mới chơi vậy bác? Vâng, câu hỏi này rất hay và hôm nay em sẽ hỗ trợ bác Phạm Tấn Hải với câu hỏi này. Và hiện tại thì trên các cộng đồng mạng cũng như là một số ông là hay buôn bán chim lừa đảo, tức là bán chim sông Côn rồi bán chim Đông Giang rồi tùm luôn Quảng Nam hết. Em nói thật các bác. Đấy, rồi chim nào là cứ sông Côn K9 rồi sông Côn K8. Vậy thì tại làm sao mà những con chim Quảng Nam nó lâu chơi hơn? Nó lâu chơi hơn. Và đây là tập tính của vùng miền. Em đó nó khẳng định bác, đây là tập tính của vùng miền. À, tại vì tại sao mà những con chim ngoài Bắc thì nó nhanh chơi hơn? Thì nó cũng phải có nguyên nhân, phải không ạ? Cái gì nó phải có nguyên nhân, nguyên cơ của nó. Tại vì thế này, thứ nhất là con chim ở ngoài Bắc mình là một dùng vùng chim là thông thường có thể hình lớn hơn. Ok chưa? Thứ hai là cái khoảng cách địa lý, cái khoảng cách đấy giữa một cái rừng già và dân cư nó gần hơn, nó sẽ gần hơn. Đó. Thứ hai nữa là cái tập tính của con chim ngoài Bắc ấy là có vẻ nó nhanh thuần hơn. Theo tập tính nó nhanh thuần hơn thì nó sẽ nhanh hơn. Nhưng mà riêng vùng chim Quảng Nam, thứ nhất là địa lý hiểm trở. Địa điểm trở. Cho nên tại sao các bác thấy con chim Quảng Nam ấy là giọng nó rất là rảnh roi và nó vang. Rất rành rơi nó vang. Cho nên các anh em, một số anh em hay chơi thích chơi giọng Quảng Nam, đó là vì như vậy. Nó rất rành rơi và nó vang. Thứ hai nữa là khoảng cách địa lý giữa vùng cái rừng già và khu dân cư của Quảng Nam nó rất là xa. Nó rất là xa. Đấy chứ không phải là gần. Đâm ra con chim á, đặc biệt là già rừng của Quảng Nam, và cơ địa nó bé. Cơ địa nó bé và nó rất là dãy. Và khi dãy á, là con chim nó sẽ tung lồng và có chỉ nó bị chảy mỏ. Đó. Thì trong cái vùng chim dãy là nó nhát như vậy và nó lâu có lửa hơn. Nó lâu hơn, đâm ra nó thời gian chơi nó lâu hơn. Đấy là những nguyên căn của tập tính của vùng chim Quảng Nam. Đấy các bác nhá. Thứ hai nữa các bác phân biệt này, một số ông bán chim lừa đảo. Cứ nghe giọng dài là bảo Quảng Nam. Xin thưa các bác, hiện tại bây giờ chim Trung Quốc rất nhiều, chim Campuchia rất nhiều và chim già rất nhiều. Và hiện tại một số ông bây giờ đang đưa chim của Campuchia đưa về Việt Nam để bán. Mục đích là nó là chim Quảng Nam. Nhưng thực tế các bác cầm con chim Quảng Nam, các bác chưa biết được con chim Quảng Nam vùng nào cả. Và các bác chỉ nghe giọng là
mỗi buổi về lua dài cái là phải vùng Nam, không phải đâu các bác nhá, đã sai lầm. Đấy, cho nên là cái bộ dạng của vùng miền nó sẽ khác nhau, và thông thường đó là bộ lông của chim Quảng Nam thì nó sẽ là ống chim hơn, mỏng lông và lông bụng sẽ có màu trắng rất nhiều, đó là thông thường như thế. Tất nhiên thì nó vẫn có chim gọi là nó xen kẽ nhau và nó có màu này màu kia, nhưng đại đa số là nó như vậy các bác nhá. Cho nên các bác đừng có sai lầm và mua chim những con chim qua mạng mà báo cáo là chim Quảng Nam để bán giá cao, và các bác mua phải không đúng. Đấy, cho nên là một số ví dụ chim ở trên Kon Tum Đắk Lắk giọng rất là tốt nhưng mà chưa chắc là phải Quảng Nam. Đấy, một số ông là bán chim là hay lấy về sau đó để bảo là chim Quảng Nam, cái đó không phải các bác nhá. Chim hay bị rụng lông cánh khoảng bao lâu thì đi lại được bạn? Dạ khoảng chưa dưới một tháng bác xe đèn Phương Trần ạ, khoảng chưa dưới một tháng bác nhá. Nhưng mà những con nhưng mà thường xuyên rụng lông cánh thì bác nên kiểm tra lại, thứ nhất là về cám bá, thứ hai là về cách chăm của bác xe đèn Phương Trần nhá. Đây này em khuyên thật, nếu như nó rụng lông đuôi ấy thì mình còn đơn giản, nhưng con chim mà thường xuyên rụng lông cánh thì nó rất là nguy hiểm. Thứ nhất là về cám bá, thứ hai là về cái cách chăm của bác xe đèn Phương Trần nhá, nó rất dễ bị hư chim bác ạ. Bạn cho mình hỏi, con chim của mình bị ngụp giàn, chỉ chơi được biên thôi, không chơi được giữa, nhờ bạn chỉ. Không, cái này là nết của con chim bác Đức Trần. Cái này thì anh em gặp rất nhiều. Anh em gặp rất nhiều. Đấy, tức là có nhiều con chim á, tức là cái nết của nó là nó vào giữa giàn á, là nó thứ nhất là con chim nó không giữ được đấu. Thứ hai là nó hay bị nhàm nước đấu, chứ không phải là nó ngợp chim. Nó bị nhàm nước đấu. Và cái thứ ba nữa là nó mất tập trung khi mà ở giữa giàn xung quanh. Cho nên con chim mà nó hợp với đấu biên. Cho nên có nhiều anh em đi thi á, là không hiểu về tính nết của con chim. Cứ ưng vào giữa, ưng tổng tài để rơi vào giữa. Nhưng thực tế vào giữa con chim mình đâu có đâu, đâu. Con chim mình đấu bằng biên rất hay, rất tốt. Nhưng không ưng thì cũng để đấy. Cứ ưng là làm sao để cho tổng tài rơi con chim mình vào giữa. Đó là sai lầm. Anh em phải chơi chim mà hiểu con chim, mà hiểu tính nết con chim mình. Tại Tây Nguyễn, chim thường xuyên vô mái hoặc líu. Khi đơn giàn nó có con thì nó líu, có con thì nó đấu, là nó sao anh? Thông thường đây là những con chim mà nó chưa được thuần hóa nhiều, thông thường như thế, và nó phải là trên dưới một năm, trên dưới một năm. Nhưng thông thường đây là những con chim có tố chất, bác tả từng người nhá. Đây là những con, và bác nuôi nó còn yếu lửa, vâng ạ. Nhưng mà có một nhược điểm của con chim đấy là dạng nó thuộc dạng chim ngó mặt nó chơi, và nó không có độ đỉnh cao. Vẫn biết là những con chim hay nhưng mà nó không có độ đỉnh cao bác tả thiên nguyên nhá. Tấn Quyền, anh cho em hỏi, chim ở em thì chơi tốt, ok, không tật lỗi mà về anh em 10-15 ngày lại bị lỗi là lý do bị sao? À, cái vấn này nó rất là bình thường. Và khi mà thay chủ là con chim nó thích nhất là thông thường thì nó bị tụt lửa. Thông thường bị tụt lửa, nhưng mà nó ít nhiều thôi. Nhưng mà tầm 15 ngày sau là bị lỗi ấy, thì nó có nhiều cái nguyên nhân. Cái thứ nhất là khi di chuyển vùng miền và đổi chủ thì con chim nó sẽ bị hoảng. Thứ hai nữa là khi mà người lạ tiếp xúc thì con chim nó khi nó hoảng thì nó sinh ra lỗi ngoái ngửa, ra chuyện rất bình thường, chuyện rất bình thường. Và điều này thì chẳng phải là lâu xa, bình thường thôi em, kể cả em tắm chim thôi nhá. Các bác để ý là khi anh em tắm chim ấy mà chỉ cần có một người lạ vào nói chuyện ngồi gần nữa thôi là con chim nó đã đủ khó tắm rồi, chứ đừng có nói tới vấn đề đó. Thế nhưng mà những vấn đề mà anh em đổi chủ mà từ 10-15 ngày con chim bị lỗi ấy, thì con chim đấy nó rất là già rừng, nhát và thuộc dạng những con chim khó tính. Đấy, nó thuộc dạng con chim khó tính, chứ không phải là lý do gì đâu. Lý do là con chim nó khó tính, dễ lồng và gặp người lạ nó nhảy, sinh ra lỗi ngoái ngửa, nó chuyện rất bình thường. Bác Tấn Quyền nhá. Cho mình hỏi, mình bố trí ba cầu thẳng hai trên và một dưới, khi thi đấu chim thi thoảng xuống cầu dưới có là bị xuống bố không bạn? Dạ không bác Tuấn Nguyễn ơi, em là một người điều hành tất cả các trận đấu từ lớn tới nhỏ, và em cũng đã đi từ Bắc Trung Nam, đi tất cả các tỉnh, kể cả Bắc, các đấu trường đỉnh cao. Và sắp tới đây thì ngày 30/4 em có điều hành cái trận đấu 30 xe của chỗ em Đặng Hải Hoàn ấy, ở Phủ Lý, Hà Nam ấy. Đấy, thì với cái tiêu chí mà xuống cầu dưới đây không phải là lỗi, tại vì con chim đảo cầu đó là chuyện rất bình thường. Hồi xưa thì mình vẫn chơi lồng 15 nan cầu trên cầu dưới mà, đúng không ạ? Cho nên là vấn đề con chim xuống cầu dưới không tính là lỗi được, lý lỗi được. Trường hợp con chim của bác xuống cầu dưới mà đứng thụ động quá lâu thì lúc đấy mới tính điểm trừ. Chứ còn con chim xuống cầu dưới nó đứng cầu xuống bố đâu,
cầu khác mà bố khác, đúng không ạ? Kể cả các bác hiểu này, em nói rõ ràng trong các tiêu chí. Khi em đọc tiêu chí lên cho tổng tài chấm á, là em nói rõ ràng, con chim mà hai chân chạm cước thì lúc đấy là tôi mới tính trung bố. Em điều hành em nói rõ ràng như thế, hai chân chạm cước thì mới tính trung bố. Còn nếu chân bám vanh, chúng tôi phải không tính. Bởi vì sao? Có nhiều con chim á, là nó sụp ngay ở cái góc cầu góc ấy, bắt đầu nó bám vào vanh. Nếu mà tính trung bố thì tốt tội chim, bởi thực tế nó bám vào vanh và lỗi này không rõ ràng. Đấy, cho nên là khi bắt lỗi bất cứ con chim nào thì mình phải rõ ràng quan điểm. Ngoái là ngoái và xuống bố đường bố, tại vì có nhiều con chim á, tức là nó vẫn đấu nhưng mà nó mới có biểu hiện mà nó nhìn lên thôi chứ chưa ngoái, thì cái này cũng không bắt được, tại vì cái lỗi này nó chưa rõ ràng. Đã nói ngoái là ngoái, phải đứng bật cổ về đằng sau, hoặc có nhiều con lên nan ngoái ngược lại thì đấy mới là gọi là lỗi thực sự. Còn có nhiều con nó còn nhìn lên thôi thì cũng chưa phải là lỗi, cho nên con chim xuống cầu dưới không phải là lỗi thôi nhá. Cho nên bác cứ yên tâm. Chứ còn nếu mà tổng tài nào bắt mà xuống cầu dưới mà bà bắt xuống bố thì hơi bậy. Em vẫn đang khẳng định đấy, nếu mà con chim xuống dưới mà bắt xuống bố thì hơi bậy, tại vì đó là cái cầu nó đứng mà con chim nó đảo cầu lên xuống, có nhiều con nó dí chim nó xuống cũng có. Miền Nam tiêu chí khác á? Không, bác Trần Khánh Duy, em thì em chơi rất thân với tất cả anh em ở tại miền Nam, kể cả như anh Tây Gali, anh MC Duy là những người điều hành của Hiệp hội Trồng Mai miền Nam. Bên Nhân Tâm thì em chơi rất thân với anh Chim Cảnh Huy Lan, rồi anh Nam, anh Công Bùi, đó là những người mà em chơi rất thân. Và những cái tiêu chí của anh các anh chấm thì em cũng đã từng cầm chim đi thi để cho các anh chấm, cho nên em hiểu rất rõ. Tại vì ở miền Nam ấy, tức là người ta chấm thế này, những con chim mà hạn chế về chụp màu, bu chụp thì nó không nằm ở tiêu chí miền Nam. Nhưng bên em vẫn có thể là xoay sở và vẫn có thể châm trước cho những chim đó. Tại vì cái cho nên em thì em đề cao những cái thái độ thời đấu hàng đầu. Ở miền Nam thì không thế. Đó. Cho nên là đối với em thì các tất cả các tiêu chí, ví dụ xuống cầu dưới ấy, thì hoặc là xỉa lông thì miền Nam mình bắt hơi chặt tay hơn, tức là hơi nặng cho những chú chim đấy. Nhưng với em thì em lại hơi nới lỏng. Em mà nói là vấn đề đấy, tại vì những cái đó là vấn đề điểm trừ. Quan trọng vẫn là thần thái và thái độ của chim. Cho nên những anh em ở miền Nam chấm em chơi rất thân và em hiểu rất tiêu chí của anh em đấy. Em rất hiểu tiêu chí. Chẳng qua ở miền Nam ấy, tức là những con chim mà xuống cầu dưới hay là xỉa lông thì người ta bắt hơi chặt và người ta ít cho con chim có cơ hội, ít cho con chim cơ hội. Nhưng mà với em thì em vẫn cho con chim cơ hội, quan trọng vẫn là thái độ. Đối với em là thế. Chim thi bu chụp có lợi không em? Tất nhiên con chim bu chụp thì nó phải có lợi cho bác Trần Văn Nghiêm. Em nói thẳng luôn. Tại vì những con chim bu chụp nó rất là có lợi. Tại vì thế này, những con chim bu chụp đó là con chim hung dữ. Thứ hai nữa là nết đấu của nó thì các bác đấu an toàn hơn. Nó rất an toàn và khả năng vào giải đất cao. Khả năng vào giải đất cao tức là con chim nó sẽ ham đấu. Nó ham đấu và nó vào giải đất cao. Nhưng mà để đi sâu ấy thì nó rất là nhạy cảm. Tức là thế này, tức là khi càng vào tốt mà con chim bu chụp sụp vỗ mà không đau bọng ấy, thì nó có nhược điểm là khi chim đều thì cá nhân em cũng thể đấy rất là điểm trừ và mình dễ bị bắt. Đấy, nhưng mà để vào tốt vào giải thì nó rất an toàn và khả năng đạt giải rất cao. Đấy, tức là các bác không đi không sợ rất sớm những con chim đấy. Đó là nguyên tắc. Chứ còn để đi sâu ấy, thì con chim nó phải tỉnh táo, nó phải cầu cánh mỏ thì nó sẽ ok hơn. Đó là nguyên tắc. Nhưng mà những con cầu cánh mỏ thì lại khó ổn định hơn. Cái nhược điểm này là cái độ ổn định cao ấy, nó lại không bằng những con chim bu chụp. Đấy là nhược điểm của con chim đấy. Các bác nhá, cho nên các bác phải phân biệt hiểu rõ như thế. Tùy con chim mà tùy đến con chim để mình cầm mình chơi mình đi thi.